Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép: người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, để chúng ta có thể hiểu rõ về cái đoạn tin mừng này thì chúng ta cần phải ôn lại cái đoạn tin mừng của Chúa Nhật tuần rồi. Ở đây có ai còn nhớ cái tin mừng của Chúa Nhật tuần rồi nói gì? Có còn ai nhớ không? Tin mừng của Chúa Nhật vừa rồi thì kể cho chúng ta về việc một đám đông dân Do Thái theo Chúa Giêsu, và vì Chúa Giêsu nhìn thấy họ đói khát, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và cho họ ăn no nê. Cộng đoàn nhớ điều đó chứ? Rồi tuần này là cái phần tiếp theo của cái đoạn tin mừng vừa rồi, là cũng đám đông đó họ tiếp tục tìm kiếm Chúa Giêsu và theo Chúa Giêsu cho đến cùng và gặp Chúa Giêsu. Nhưng lần này Chúa Giêsu không có cho họ ăn đâu, nhưng mà ngược lại Chúa Giêsu nói những lời mà nghe gần như là trách móc họ. Bởi vì họ lần này Chúa Giêsu nhận thấy rằng lần này họ theo Chúa Giêsu không phải vì đã nhận ra các dấu lạ Chúa Giêsu đã làm, nghĩa là đã không phải vì họ đã tin vào Chúa Giêsu, mà họ theo Chúa Giêsu để mong được ăn bánh lần nữa. Cho nên lần này họ theo Chúa Giêsu là vì cái nhu cầu vật chất của họ, là vì cái bụng trư bát giới của họ. Cộng đoàn thấy hai lần này hai đoạn đều khác nhau, và như cộng đoàn đã biết, theo cái niềm tin của chúng ta thì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và chúng ta không chỉ có thân xác nhưng còn có một linh hồn. Vì vậy chúng ta trong đời sống không chỉ có những nhu cầu vật chất nhưng còn có những nhu cầu thiêng liêng. Và nếu cộng đoàn đọc cái kinh lạy cha, là lời kinh mà Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ, cộng đoàn để ý trong cái lời kinh lạy cha đó có ít nhất là 7 cái lời xin của chúng ta dâng lên Chúa Cha. Nhưng mà Chúa Giêsu 3 lời xin đầu tiên
Chúa Giêsu không dạy các tông đồ xin Chúa Cha những cái nhu cầu vật chất. Chúng ta cùng ôn lại: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha khả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cho nên Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ cầu nguyện thì không phải dạy cho họ xin Chúa Cha về những cái nhu cầu vật chất đầu tiên. Ông đòi thấy không? Cho nên việc Chúa Giêsu trách cái nhóm đám đông theo Chúa Giêsu hôm nay á, là vì họ đã đặt cái nhu cầu vật chất của họ lên trên cả cái vật chất thiêng liêng, nhu cầu thiêng liêng của họ. Và cái lời trách móc của Chúa Giêsu đối với đám đông này nè, nếu cộng đoàn để ý thì qua đó chúng ta sẽ nhận ra là Chúa Giêsu đã cho cái đám đông đó thấy được hai cái điều sai lầm mà cái đám đông dân Do Thái đã mắc phải. Hai cái sai lầm cơ bản: một là họ đã đảo lộn cái trật tự của các nhu cầu trong đời sống của họ là một người con đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nghĩa là họ đã đảo lộn cái trật tự mà Chúa Giêsu đã muốn, mà theo thánh ý của Chúa, đó là cái trật tự các nhu cầu trong đời sống của một con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, thì cái nhu cầu thiêng liêng phải được đặt trên hết và vượt trên cái nhu cầu vật chất. Chúa Giêsu không bảo là chúng ta không được có những nhu cầu vật chất nhé. Không phải vậy, bởi vì chính Chúa Giêsu đã cho đám đông ăn, chứng tỏ là Chúa Giêsu vẫn để ý và đến chăm lo những nhu cầu vật chất của họ. Cho nên Chúa Giêsu không có loại trừ những nhu cầu vật chất của chúng ta. Nhưng mà bởi vì họ đã đảo lộn cái trật tự những nhu cầu đó, cho nên Chúa Giêsu đã trách họ. Và cái lỗi, cái sai lầm thứ hai của họ, đó là họ theo Chúa Giêsu để được ăn no. Thì như vậy không phải họ theo Chúa Giêsu để được ban cái sự sống đời đời, không phải họ theo Chúa Giêsu để được cứu độ. Họ không nhìn ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa được sai đến để cứu độ họ. Cho nên vô tình họ đã đặt Chúa Giêsu thay vì ở vị trí là đấng cứu độ của họ, thì vào cái vị trí là một cái ông làm việc từ thiện. Cộng đồng thấy không? Bởi vì họ nghĩ chứ bây giờ họ nhìn Chúa Giêsu như là một cái ông đến để làm việc bác ái từ thiện, giống như là các cha rồi quý ông bà thỉnh thoảng đi đến một cái vùng sâu vùng xa đến rồi để phát gạo, phát tiền, phát thuốc men. Họ xem Chúa Giêsu như vậy. Cho nên đó là hai cái sai lầm cơ bản mà cái đám đông đó mắc phải, và Chúa Giêsu đã trách họ. Và rồi qua chính cái lời trách của Chúa Giêsu đó, không phải Chúa Giêsu làm cho họ tổn thương đâu, mà Chúa Giêsu giúp cho họ sửa chữa lại được hai cái sai lầm đó. Cộng đoàn nghe rõ cái lời của Chúa Giêsu: Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại phúc trường sinh là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Trong cái câu trách của Chúa Giêsu, trong cái lời này của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu đã muốn giúp họ sửa chữa lại hai cái sai lầm cơ bản của họ, ít nhất là hai cái sai lầm. Là Chúa Giêsu thiết lập lại cái trật tự những nhu cầu của họ trong đời sống, là Chúa Giêsu bảo hãy đặt cái nhu cầu thiêng liêng của mọi người vượt trên những nhu cầu vật chất, và phải trả lại cho người cái vị trí là đấng cứu độ của họ, của các ông, chứ không phải là cái vị trí của một ông làm việc từ thiện. Cái lời này của Chúa Giêsu là giúp cho họ sửa chữa hai cái sai lầm cơ bản này. Và nói nãy giờ thì mình nói nhiều quá cái dân Do Thái, chúng ta cũng phải, bây giờ chúng ta cũng phải nói về mình một tí. Bởi vì nếu không á, thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái rác trong mắt của dân Do Thái mà không nhìn thấy nhìn thấy cái đà trong mắt người khác mà không thấy nhìn cái rác ở trong mắt mình đấy. Thì đôi lúc trong cái đời sống Kitô hữu của chúng ta, chúng ta cũng mắc phải hai sai lầm này.
Đó là nhiều khi chúng ta đảo lộn cái trật tự, những nhu cầu của chúng ta, và chúng ta theo Chúa Giêsu không phải như một đấng cứu độ, nhưng mà làm như một nhà từ thiện. Và cái việc đảo lộn các trật tự về nhu cầu của chúng ta, nó thường thể hiện qua cái việc cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta thường hay chạy đến với Chúa và Đức Mẹ chỉ khi chúng ta bị bệnh tật, bị thiếu nợ, rồi người ta xiết nợ, đi trốn nợ, chạy đến đó, rồi khi bệnh tật nặng nề, vân vân. Nhiều khi chúng ta chỉ chạy đến Chúa với Đức Mẹ trước hết vì những nhu cầu vật chất. Vô tình chúng ta lại biến Chúa Giêsu từ đấng cứu độ trở thành một cái nhà từ thiện. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng chẳng có tốt hơn gì dân Do Thái năm xưa đâu. Cho nên con xin cộng đoàn hôm nay về nhà làm một cái bài kiểm tra, không phải là làm một cái kiểm tra, không phải kiểm tra về sức khỏe, nhưng kiểm tra về tâm linh, xem chúng ta có mắc phải hai cái sai lầm cơ bản này như dân Do Thái không. Và nếu có mắc phải thì cần phải sửa chữa. Và con xin khuyên cộng đoàn điều này, để sửa chữa hai lỗi lầm này cần phải đến sự trợ giúp của Đức Mẹ. Bởi vì Mẹ Maria là người phụ nữ tràn đầy diễm phúc, đầy ân phúc của Thiên Chúa, cho nên trong cuộc đời của mẹ không bao giờ mẹ mắc phải một sai lầm nào, đặc biệt là hai cái sai lầm cơ bản này mà chúng ta vừa nói đến. Trong cuộc đời của mẹ không bao giờ mẹ đảo lộn các cái trật tự về nhu cầu của mẹ. Mẹ luôn đặt những nhu cầu thiêng liêng trên hết. Điều này được minh chứng qua cái lời nguyện xin đầu tiên mà mẹ thốt lên trong cái tin mừng của Luca. Mẹ thưa điều gì, mẹ xin điều gì đầu tiên trong đó, cộng đoàn nhớ không? Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin người cứ thực hiện nơi tôi như lời sứ thần truyền. Cộng đoàn thấy Đức Mẹ, lời xin đức đầu tiên mà mẹ vang lên trong tin mừng là lời nguyện xin, không phải cho vấn đề vật chất. Và điều thứ hai, Đức Mẹ là đấng đã theo Chúa Giêsu như một nữ tỳ, mà mẹ theo Chúa và xem Chúa luôn như là đấng cứu độ của mẹ, chứ không phải là một nhà từ thiện. Cho nên trong kinh Magnificat mẹ nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Cho nên nếu cộng đoàn một ai muốn sửa chữa được hai cái sai lầm này mà mình mắc phải như dân Israel, thì cần phải chạy đến để nài xin sự trợ giúp của Đức Mẹ trong mỗi ngày. Và đặc biệt, không phải ngay cả các linh mục tu sĩ như chúng con, thì càng phải chạy đến với Đức Mẹ để xin Đức Mẹ sửa chữa hai cái lỗi lầm này. Bởi vì các linh mục với tu sĩ cũng yếu đuối như mọi người hết, cho nên cũng dễ dàng phạm phải hai cái sai lầm cơ bản này. Vì vậy, con xin Đức Mẹ trợ giúp cho từng người trong chúng ta.